Hello, xin chào mấy anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Thì mình đã quay lại với cái lỗi Ron này, tại vì sau nhiều lần nó nâng cấp nhiều quá thì phần quyết định chơi những cái phong bài tướng năm vàng đi. Ở đầu tiên thì mình có ngay đó là một cái lỗi kim cương ha, thì chọn ngay cái nâng cấp kinh nghiệm. Thì đây là một bước để mà mình cần có để mà chơi cái phong bài tướng năm vàng nha. Mọi người thì có người thích chơi kiểu trời loạn tan ken để lấy lợi tức. Nhưng mà mình thì mình thích chơi cái này hơn. Ai cũng tới hết. Rồi thì khởi đầu của mình hiện tại đang có hai tướng can trường, hai pháp sư đa chú ha. Thì đầu game này mình cần biết những cái con tướng có khả năng đép máu, có giữ máu tốt cho cái đội hình của mình để sau này mình chơi tướng năm vàng thôi. Nhà bên kia chơi gì vậy? Ngày hôm kia lấy hai cái ấn, nhưng mà được hai cái ấn khác nhau. Bánh tỉa dưới resort. Rồi có thêm tariff mình bỏ vào mình chơi luôn bốn can trường nha anh em. Rồi bán đi để tích 10 vàng ha. Win dáng này là mình được 10 vàng đó, được tức. Rồi ông này cũng có khả năng chơi 5 vàng, có lợi tức luôn rồi. Kêu okay. Đó, ổng bán hết để mà ổng tức 40 tiền á. Chơi cái này nhiều nhà có thể chơi kiểu như mình bán cái mình tích lên đủ 100 vàng luôn rồi mình lên level sau cũng được. Rồi. Mình nâng lên level 5 để mình bỏ con Sokara vào mình giữ máu luôn nha anh em. Đó. Hôm nay gì đây? Ba đề Masia hả? Chưa có con nào hai sao hết, cần được tốt nha. Đó thì cái đầu game như thế này nè, cái đồ hình bốn can trường rất là râu ha. Thêm con mà Sokara đứng búp máu nữa thì khả năng cao là mình con bài đép này khá là hợp lý á. Tí nữa mình có thể là mình luôn phiến mình thêm một con Crazy là tướng đam phía sau, như là con Ashan đó chẳng hạn. Ashan thì hoặc là con Kama. Gì đây? Top 1 không có đồ rồi mọi người. Tariff không biết lấy được không nha. Mất luôn rồi. Ê chà. Thôi lấy đỡ cái giáp đi. Lấy cái giáp lưới. Ồ. Maokai lên 2 sao luôn. Bán ác đi để mình tích lợi tức đi. Mấy đầu mình tích lợi tức dần dần là vừa rồi đó. Thì nếu như không có lợi tức nhiều thì mình cứ giữ ở mức 50 vàng rồi cứ mình nâng level lên thôi. Thì đối với cái lối chơi đánh này á, thì mình cứ giữ mức lợi tức tối đa lại cho nó, ví dụ như 50 vàng đó thì được 5, rồi còn cứ bao nhiêu mình mua kinh nghiệm hết đi, tại nó mua kinh nghiệm rất là rẻ thì mình sẽ lên cấp nhanh hơn và cơ hội nhận được tướng 4 vàng 5 vàng sớm hơn người ta. Ông này chơi cái bài lối đi riêng này cũng hay nè. Ôi trời, nhưng mà làm sao mà đỡ được khi mà bốn can trường đây có Hung Lô Sokara bóp máu. Một ngày chơi gì đây? Ionia hả? Hay chà, cũng dữ dằn ha, đang tích lợi tức 40 vàng rồi nè, có luôn nâng cấp kinh nghiệm. Ồ nhưng mà bốn can trường mới vô lợi hại lắm nha mọi người. Nó là một cái gì đó khá là hay á. Rồi giờ đến lượt cái rau bài đá đầu tiên nè. Có thứ gì đây? Hên hay là xui nha. Đỏ đen chơi đỏ đen chỗ này nè. Nói chung rem. Ui hai hộp xanh, một hộp bạc. Ngọt con đó có 50 tiền rồi. Để con Sona lại. Hôm gì đây? Hôm bạc. Đi ra thêm đồ đi, trang bị. Đó. Được, cái này giọt nước mắt cũng được. À, cầu được ước thấy có luôn Asia nha. Thôi, thì bây giờ con Asia này nó giống như là một con tướng Crazy chủ lực của mình ha. Bóc bỏ con Swan vào kích luôn. Hai phù thủy và hai quân sư nữa. Trời, đội hình quá đẹp. Kẹp thêm 4 can trường ở dàn trên.
y như là một hàng lobby quá là dày dặn nè. Bỏ tưởng tượng cho con Poppy luôn. Ấy chà chà, nhà này vẫn còn đang chơi Bituver hả? Hồi nãy nổ 6 điểm rồi. Gì đây? Giờ đang giữ ở level 4 hả? Có bên ngoài luôn hai Tauric kìa. Cũng dữ dằn đó. Trời ơi, con Azir mình nó xiên xiên kìa. Xiên quá đẹp luôn. Thiệt sự cái đầu hình đẹp này của mình là cực kỳ lợi hại nha mọi người. Đó. Thứ hai đó là lỗi vàng mọi người à. Mình không lấy thập tử nhất sinh nữa, tại vì máu của mình đang rất là cao rồi. Khả năng cao là sẽ lấy nhà tài phiệt ha. Nhà tài phiệt nó sẽ lợi hơn mọi người ha. Nó cho vàng nhiều mà mình nâng kinh nghiệm cũng rẻ nữa. Đó, cho nên thì cái lọt cái này là lợi hại hơn. Đó, giờ mình sẽ giữ ở mức 70 tiền. Đó, ok luôn. Bỏ thêm Sokora và bút thêm hai Tauron nữa. Ôi. Hai nhà chơi Bituver nha. Không biết nhà nào nổ sớm hơn. Ông này ông chơi Bituver mà ok hơn này. Ông chơi Bituver bán tỉa. Bituver bán tỉa thì khả năng cao thì combat nó dễ hơn là cái nhà kia. Hiện tại mình đang level 7 và có 86 vàng nha. Ở round 3.3 khá là một lợi thế. Vẫn đang 100 máu chuỗi tháng 7. Nhịp này cái gì vậy? Ồ, có con Kalista 2 trang bị chuẩn nè. Thêm dao điện nữa là 3 trang bị đẹp luôn. Nhưng mà không qua được cái dàn lobby của mình đâu. Phía sau còn có Azir nữa mà. Thêm có một cái hồ máu của con Sokara nữa. Top 1 thì chắc còn cái nịch rồi. Hy vọng là lấy được cái váy. Cái nịch à. Không, găng tay đạo thật không được. Găng tay, lấy cái găng tay. Váy được, không được. Mà lấy găng tay hả? Găng tay đi. Dù sao thì găng tay tí nữa cũng giờ kết tầm đồ hơn à. Mình lên cho ngay mình luôn cái con beo vẹt ở vừa mới level 7 mọi người à, ha. Rất là may mắn đó. Đây là cái tín hiệu của vũ trụ nói là mình phải chơi tướng 5 vàng đi. Rồi. Đó, bán như này nó là đủ 70 tiền mà. Bán luôn. Đẹp. Đó. Mới level 7 vừa quên thôi. Có ngay luôn con beo vẹt. Đó là tín hiệu nó là ơi mày chơi con tướng 5 vàng đi đúng không? Ngại gì mà không chơi. Ông này level 6. Chơi cái gì vậy? Có luôn cây xa ba đồ luôn hả? Chưa hình dung ra ông này có cái ấn gì à? Ấn tà gôn hả? Ồ, con Azir mình giờ tự nhiên nó lên 2 sao rồi. Đổ quá, tính ra là game này mình hơi bị đổ đỏ luôn đó. Rồi xác định ông này chơi đồ tể nè. Thích khách cũ đó, đồ tể. Trời ơi. Keo lên 2 sao quạt con ghê đó. Update lên level 6 đi bạn, cho keo nó thăng hoa. Nhưng mà không được. Nó nói rồi, 4 can trường nằm ở lớp trên nó là một cái gì đó rất là lợi hại ở những cái lúc đầu game nha. Dưới giữa game, cuối game thì nó không nổi rồi. Có đồ cho bỏ cái huyết kiếm cho con beo vẹt nè. Lên level 9 đi. Lên level 9 đi ha. Lên luôn. Nó được mà. Mình lên level 9 mình bán con Poppy đi. Đó. Win ván thì mình sẽ lên thêm 1 tiền nữa là thành 70 tiền. Ồ, hợp lý quá hợp lý. Thôi, tích pháo mua vàng thôi ha. Mình bỏ con Zeri vô bán để giữ chuỗi đang thắng 10 lần. Nhà này ghê vậy. Ông này. Bánh tỉa, resort.
Trời ơi, trời đúng rồi. Cái nhà phía sau mình á, xuyên hơi bị ghê đó. Đó bây giờ, sau khi mà ông dọn hết mấy cái con can trường, ông đâu còn gì chơi đâu. Nhưng thường sư quỷ phòng hộ không lấy được nha. Bài học đánh giá là hợp lý nhất nè. Và ok, đủ đủ điểm lên level 10 luôn nè. Max level luôn nha mọi người. Chơi tướng 5 vàng ở level 10 nó mới máu. Đó. Cái đồng tay đồ hình nè. Đồ nhẹ nè. Họ có mấy màu vàng nè. Ở xanh tê bỏ vào. Rồi. Đụng sớt. Kiếm lẹ. Đó. Thay đi. Đi. Vẫn để 4 can trường ha. Đức ba. Còn ôi, 3 cái mấy bầu vàng. Hai mấy màu vàng vượt đó rồi, mấy cái mà ra được hai mấy màu vàng tính ra mình vẫn đó đó. Tới bây giờ này ở ra 4.2 rồi lên level 10 đó quá. Rất là may mắn khi ở mà ra 4.1 mình đã lên được level 10 ha mọi người. Thực sự đây cũng giống như là một kỷ lục mới đó. Nói cha, rồi một cái luôn ra mấy màu vàng nữa. Đổi đồ Aegir cho ta. Để xem sao nè. Đó, cho đồ Ari. Cái này đi. Để có cái gì game sau đi mình thôi. Ồ, không nói game Aegir kìa. Trời ơi. Ghê, Demacia luôn. Aegir luôn. Câu quân sư luôn. Bất chi bà này nhỏ ha. Quỷ phùng bấm cho đúng rồi. Rồi ít vàng quá, phải chắc đổi đi ha. Trời ơi, tôi lại làm top 1 sao mà lấy được đồ đây mọi người. Biết còn cái gì nữa không? Giọt nước hả? Giọt nước mắt hả? Giọt nước mắt nó dễ hơn á. Đang tính lấy giọt nước mắt thì thôi suy nghĩ là mình lấy cái nịt nha mọi người. Tại vì mình vẫn cần tăng cơ ở hàng trên. Chà. Con rai thì ngon. Cái map này Zaun con rai khá ok á. Đó. Tín hiệu từ vũ trụ. Con Ari đã lên 2. Nhà này chơi gì à? Level 9 luôn nè. Nổ luôn rồi. Ông nổ xong lên level 9 luôn. Ghê thiệt. Ê cha. Ghê vậy. Ui, kết thúc chuỗi thắng của mình rồi. Ông có con Senna 2 bắn full giáp. Rồi con Jerry Crazy bắn ghê quá. Chà, mất chuỗi thắng 13 rồi anh em à. Tưởng là có khi dáng này mình lại được win với 100 máu chứ. Biết vậy nãy mình bán con Aji sớm đi. Rồi. Con nhẹ cái này. Bèo vẹt kìa. Bèo vẹt 2. Bán can trường quá. Rồi. Đó. Nó bèo vẹt lên 2 sao nó còn chiến xíu. Ốc này giờ còn level 6. Ông bỗng bị gì đây, trong khi nhà người ta lên level 9 level 10 không. Ông thua 6 chép sau đánh trời. Keo như thế nào thì như chứ sao. Một vàng mà sao đánh với 5 vàng được. Tí nữa con rai của tôi lên 2 sao. Nó có đồ nữa. Nó ném trong mặt rồi banh liền. Nói chung mình chơi mấy đồ hình đó chơi cho vui thôi, hoặc là tùy ván với ván mà toàn lỗi kim cương với lỗi vàng, nhà chơi lại tức không mà. Rồi giờ giữ hai can trường hai hiệu triệu nhân thôi, tí nữa mình bỏ nó kích vô con Yasuo vô hành Bionia nữa là đẹp. Tí nữa mình tìm con Yasuo ha.
Gì đây? Ôi đen. Cút sâu này hình như bị bóp rồi. Bóp bóp hơn mất rồi. Không không ra nữa. Nó chà chà. Lấy giọt nước đi. Cho cái cho đồ con nào đây ta? Trồng rai đi. Rai nấm đấm à. Rai đi. Bằng tay công lý. Trời ơi. Ôi. Ông này lên level 10 luôn. Chính Ionia kìa. Bèo vẹt hay sao. Kích mang cho mình Ionia luôn. Quá dữ. Con nó cào kìa. Ôi đồ nó cào x2 so với con của mình. Sao chơi. Ghê quá vậy. Ôi. Dữ dằn vậy ta. Rồi. Hay mơ của mình lên 2 sao nè. Yếu quá, hay mơ chỉ cần thêm một cái cuồng đao nữa thì đẹp. Trời ơi, nhà nào cũng đẹp hết ta. Này có Ari nè. Afe 2 sao nè. Bum. Win được cái này. Kiếm bao vàng đi. Bao. Ủa, cho con cái xanh tê của mình lên 2 sao rồi. Ai chọn bên này chơi nữa. Hai con chắc khả năng không lấy Atrop được rồi. Atrop nhiều nhà chơi quá. Thì bây giờ mình hy vọng á, con Ari nè, cái xanh tê nè, hay mơ nè, bèo vẹt nhẹ kia cũng chơi rồi. Rai thì những con này có khả năng lên 3 sao thôi. Bây giờ cần vàng để mà roll. Mình khô máu qua level 10 rồi. Ông kia cũng khô máu level 10 luôn. Phải lên level 10 đó, tỷ lệ mình ra tướng 5 vàng cao hơn người ta chứ. Giờ mấy nhà kia toàn level 9 nữa rồi. 8-9-0. Cắt. Yeah, mạnh vậy ta. Ông đồ tể này mạnh vậy ta. Cắt kìa. Chà, 6 đồ tể kinh dị chứ. Ồ may mà nãy mình giữ máu khá là tốt và tới bây giờ mình còn 53 máu nha. Chứ không là cũng mệt mỏi à. Cassante Saiyan trang bị đẹp nè. Có cái nọ xét bỏ luôn cho con Cassante. Đẹp luôn. Cái ván này nhiều nhà chơi 9 level 10 quá. Rai đi, kiếm Rai. Đó Rai kìa. Rai 2 rồi. Trời, cái skin của skill của con Rai ván này đẹp lắm nha. Nó bắn hơi bị phê. Mình thích của con Rai map này và cái map Surima. Bào đi. Ông này level 10. Đó. Mình thấy ổng rồi. Mình lắp cái con cờ xanh tê đối diện cái con beo vẹt của ổng. Cái ra đá bay beo vẹt luôn rồi. Còn gì chơi. Con beo vẹt là mạnh nhất bà ổng mà. Đó. Rai bắn kìa. Trời ơi. Tiễn bạn lên đường. Nãy giờ bạn KS bài mình quá. Bây giờ mình còn hai nhà thôi thì tỷ lệ mà cái tướng 5 vàng của mình nó sẽ ra nhiều hơn. Đúng rồi, ra đi. Ari 6 con rồi nè. Cái xanh tê với Rai luôn. Bây giờ mình bán hết đi. Có con này có gì nè. Ông không có một con tướng 5 vàng nào hết. Đó. Tín hiệu từ vũ trụ với gì nữa. Bán dần đi là vừa. Trời ơi rồi. Bỏ qua. Ông có một con Cassante thôi. Ông cũng đang âm mưu lên Alpha với con Siri 3 sao à. Dáng này mà không lên tướng 5 vàng 3 sao thì hơi dở nha. Ông còn 6 mấy máu, mình còn 53 máu.
tính ra cũng còn còn được 4 round nữa. Đúng không? Ôi trời. Ui mạnh vậy. Ông thua mình 2 slot mà ông mạnh vậy ta. Có 3 Ionia rồi, con Avery nó có lợi hại hơn xíu. Càng nhà Ron mà không ra, Rai thấy thằng buồn lắm nha. Không ra không có bài mình thì chắc ổng cũng địa bài mình. Ổng biết mình chơi 5 vàng mà. Nhưng mà ổng đang theo đà chơi 4 tiền không mà. Ổng coi mình Ron nó ra hay không. Rai đúng cục tướng mình thích luôn. Bùa xanh cho Rai hay là cái bài bác cho Belvet. Bác đi. Kinh vậy ta. Tổn mấy con mà thôi. Hay mơ à. Bán đi ha. Chà. Ôi như vậy thì ổng đâu win mình được. Đúng không? Tí ông thua quá à. Coi có tình hình dáng này thử. Đá bay đúng rồi. Đấy chưa. Ryan nè. Phê. Đó, ông cũng đang muốn lên con Jerry. Rai. Ây chà. Bán đi. Sắp đồn như vậy. Bán kiếm. Điên vậy ta. Ôi ông cũng bán hết rồi. Ủa ông chơi ông chơi lối đi riêng. Nên là ông chơi không kích một cái tập thể nào hết nè. Hay á, bún bài này vô top hay á. Đấy. Cái lối đi riêng này là không có một kết hợp tập hợp nào hết. Hy vọng lên con Rai 3 này. Đó, lên Rai 3 rồi, có clip cho anh em xem. Ri kìa. Ý chà, này giờ là chậm với con. Sao nhiều quá nha. Đó, thấy chưa? Ôi bây giờ mình đang lỡ theo lao rồi. Theo lao rồi thì chơi lao luôn. Ấy. Ép một con nữa chứ mấy. Lúc là cái tay chân nó hơi là đá chậm rồi nha, đá số chậm rồi nha. Avery cũng 2 con. Giờ mà lấy thêm một con Hamer nữa cũng còn 2 con Hamer. Rai thì còn một con. Kiểu này là có khi không lên được nữa. Phải dứt điểm thôi quá. Đau sau. Đau sau chứ ổng còn một xíu máu mà không đau sau thì nó bán hết để mình thua. Mắc vào lâu rồi. Sao? Mình còn 43 máu lận mà thua được mà. Kiếm này. Rai tu đâu? Rai có tu đâu? Rai. Ông nói mình nên thua đi đó. Mình đúng rồi, bán thôi. Đấy. Kiếm. Đúng rồi, mình bán rồi. Sao? Rồi, con nữa. Không lên được con Elri ta. Rồi xong rồi. Xong phim rồi. Ôi ơi, lóc con Rai mình lên hay không á. Mà con nè. Ném. Ôi chưa kịp ném luôn, hay mơ giết hết rồi. Ôi trời, cảm ơn mọi người nha. Thì mọi người có thể ủng hộ mình một đăng ký và một like, một subscribe gì đó. Để mà làm động lực ra video tiếp theo nha mọi người. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.